Bạn đang xem video trên kênh Nguyễn Thành Tiến Official và đây là chương trình học bất động sản cùng thầy Nguyễn Thành Tiến. Rồi, thế tin tốt của chúng ta có những cái tin gì? Theo tôi cái đầu tiên ấy là chúng ta cái số 1, cái đầu tiên theo tôi đó là cái phục hồi sau Covid. Tháng 8 năm ngoái, nhiều người còn đang trong sợ hãi, kinh hoàng và tột độ. Chúng ta mới đâu đó hết dịch, đỡ dịch và bình thường khoảng 8 đến 10 tháng nay, 8 tháng nay chứ mấy, 8 đến 10 tháng. Tháng 8 năm ngoái gọi là nhiều bạn còn gọi là trong trạng thái kinh khủng khiếp, sợ hãi, gọi là tè ra quần đấy. Chứ thế này bây giờ quá tuyệt vời, đi lại làm ăn bình thường, kinh tế phục hồi. Chúng ta đâu đó mới được khoảng độ 7-8 tháng nay thôi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta quá tốt rồi, chúng ta ăn uống sinh hoạt, đi lại làm ăn bình thường rồi, không còn là vẫn sợ vấn đề Covid nữa rồi. Cái điều đấy phải nói là quá là may mắn. Chứ còn nếu tiếp tục như thế là nhiều người vỡ nợ phá sản. Mà khi mà kinh tế nó phục hồi thì nó mới là bền vững. Cái đợt vừa rồi nha, khi mà dạng Covid ấy, nó có hàng triệu nhà đầu tư F0 mới nhảy vào thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản. Và sau đó thị trường bị tăng lên, đẩy giá lên, nhưng đó là không bền vững. Cái bền vững ở đây đó là phải làm ăn kinh tế tốt, rồi người ta có tiền người ta đi đầu tư, thì cái đấy mới là bền vững. Đồng ý không ạ? Và đợt vừa rồi các bạn thấy như vậy là khi mà dòng tiền nó rút từ đầu cơ sang sản xuất, nó quay trở lại sản xuất ấy, đấy, thì bắt đầu thị trường là sẽ bị ảnh hưởng. Rồi cái số 2 ở đây của chúng ta là một cái tin cực tốt, đó là về đầu tư công hạ tầng. Nếu như bạn thấy là chủ trương nhà nước giải phóng mặt bằng thật là nhanh. Ví dụ như là những cái công trình như kiểu là sân bay Long Thành này, đường vành đai 4 Hà Nội này, vành đai 3 Sài Gòn này, các cái tuyến cao tốc này, đầu tư công, đấy, đầu tư hạ tầng một cách khủng khiếp. Thế thì tất nhiên là hạ tầng đi đến đâu thì đất đai tăng đến đó, kể cả có cấm, kể cả có hạn chế, kể cả có siết tín dụng. Đời thay đổi, khi đường thay đổi, đất nó vẫn tăng giá. Đấy là điều chắc chắn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái đường ấy, trong nhiều trường hợp bạn nên hiểu như này, nó có thể là ngày xưa đi lại từ cái tỉnh A này về tỉnh B, từ Hà Nội hoặc từ Sài Gòn đi về cái tỉnh đấy, nó mất 4 tiếng. Thì bây giờ là ví dụ nó chỉ còn 1 tiếng rưỡi thôi. Và chỉ còn 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng hoặc là 1 tiếng, có những trường hợp đang 3 tiếng còn 1 tiếng, thì nó sẽ liên quan đến một cái chủ đề nó gọi là có tính thương mại và tiêu dùng. Tức là ví dụ một số người trung tâm thành phố, người ta có thể mua đất ở đó, người ta có thể kinh doanh, người ta có thể làm xưởng, người ta có thể làm kho bãi, làm rất nhiều thứ. Một số người có thể mua để tiêu dùng, làm nhà vườn, làm gọi là khu du lịch, nghỉ dưỡng, vân vân. Siết thì siết, tín dụng thì siết tín dụng, siết phân lô thì siết phân lô, đất nó vẫn tăng. Cái số 3, ở đây là chúng ta đang trong một cái giai đoạn là bơm tiền một cách khủng khiếp để giải cứu nền kinh tế sau 2 năm bị suy thoái. Bao nhiêu bạn đồng ý việc này không phải chỉ có mỗi Việt Nam ạ? Việc này là câu chuyện không phải chỉ có mỗi Việt Nam mà đang là suy thoái kinh tế trên toàn thế giới. Nên tất cả các chính phủ đều bơm tiền một cách khủng khiếp. Ở Trung Quốc, tôi ví dụ như bạn là Trung Quốc là hiện nay là bơm khoảng độ 5.300 tỷ đô rồi. Còn chúng ta có hai cột tiền và cột tài sản thôi. Cột tiền nó dâng lên một cách khủng khiếp. Thì tất nhiên là cột tài sản nó cũng sẽ phải tăng theo thôi. Và bạn buộc phải đứng vào một trong hai phía. Bơm tiền nha, chúng ta có hai vấn đề lạm phát. Bao nhiêu bạn thấy là giá xăng dầu tăng này, xăng dầu tăng, nguyên vật liệu xây dựng tăng này, nhân công xây dựng cũng tăng khủng khiếp luôn. Tiền mất giá. Tiền mất giá thì mất giá nhá. Những người làm không ra tiền vẫn không làm ra tiền. Và nó kéo theo một việc, đó là rất nhiều người buộc phải tìm nơi trú ẩn. Bạn không hình dung được đâu, những cái bất động sản mà 10 đồng lên 20, 30 đồng thì trong nhiều trường hợp tiền nó bị mất giá, chứ không phải là chỉ là do tài sản tăng giá. Đồng tiền đang mất giá một cách khủng khiếp. Một người cầm trong tay 10 tỷ, 20 tỷ, 50 tỷ bảo em không mua được cái gì. 10 tỷ không đi mua nổi cái nhà mặt phố. 20 tỷ em bảo em không mua nổi một căn biệt thự anh ạ. Bao nhiêu bạn thấy đấy là một vấn đề rất nhức đầu. Bạn phải tìm một cái nơi trú ẩn đấy, cho những cái đồng tiền của mình. Đấy, nhưng mà không có nghĩa là đầu tư lung tung. Nhiều bạn thì cứ sợ tiền mất giá, thế đi đầu tư rất lung tung. Xong bắt đầu mua xong thì còn kẹt vốn vào đấy luôn, chả rút ra được. Còn dở hơi hơn, buộc phải trú ẩn. Nhưng mà nhớ là không phải là đầu tư lung tung. Nhiều bạn đầu tư lung tung lắm và sau đó là mất hết tiền. Rồi số 4, tin tốt của đây của chúng ta là FDI tăng, khu công nghiệp vẫn đang phát triển tuyệt vời. Thì cái phần các khu công nghiệp này là nhà nước cực kỳ khuyến khích. Thế thì khi mà các khu công nghiệp mà phát triển ấy, thì đất đai quanh các khu công nghiệp cũng rất là tốt đấy, tăng giá rất tốt. Thì riêng cái đất khu công nghiệp thì nhà nước rất khuyến khích, bởi vì nó tạo công ăn việc làm cho công nhân này,
Ví dụ như là lương công nhân bây giờ 8 đến 12 triệu. Và trong cái giai đoạn vừa rồi thì rất nhiều các cái tập đoàn lớn người ta nhận ra là ok, Việt Nam là quản lý, quản trị rủi ro tốt đấy. Covid, COVID là vẫn là xử lý được. Chứ không như Trung Quốc ấy là nó cứ chơi kiểu bộ môn Zero Covid là chết mình. Vì thế mà khá nhiều tập đoàn, người ta có thể người ta không bỏ hẳn Trung Quốc, nhưng người ta bắt đầu phải mở thêm ở Việt Nam. Không chỉ mở thêm mà người ta có thể xác định là ở Việt Nam có thể là một địa điểm chiến lược luôn. Nói như bạn thấy là cái bất động sản các khu công nghiệp hiện nay đang phát triển rất tốt à. Và bất động sản khu công nghiệp có một cái đặc điểm nó gọi là rất là bền. Ở cái điểm là như này, là công nhân ấy là người ta có thu nhập 8 đến 12 triệu, 15 triệu chẳng hạn, tùy nơi, tùy chỗ, tùy loại hình. Bạn cứ hình dung là cứ 5 giờ chiều ấy, nó tràn ra ấy, ăn tiêu đấy. Thì tất cả các loại bất động sản từ chỗ ở này, phòng trọ này, gọi là chợ này, quán nhậu này, nhà nghỉ này, đấy, cũng đều là ok, đều tốt cả. Thế thì các khu công nghiệp là vẫn rất là ok nha các bạn nhé, chứ không phải là như nhiều người nghĩ đâu. Thế thì phần này đấy, là cái mà theo tôi là một cái tín hiệu rất tích cực, mà cái này lại được nhà nước ủng hộ. Dự án các khu công nghiệp là ok, nhà nước rất ủng hộ cái loại này. Thì sản xuất mà, bất động sản mà gắn liền với sản xuất là sẽ được nhà nước ủng hộ ạ. Số 5, du lịch phục hồi. Đấy, bao nhiêu bạn thấy là bây giờ đấy, dân Việt Nam đi du lịch là đông, sau 2 năm bị cuồng chân, bị nhốt ở nhà, du lịch rất là ok. Tây Tàu bây giờ cũng bắt đầu có rồi, Tây Tàu thì chưa. Thì du lịch phục hồi nhé. Và bạn nên biết là có nhiều nơi du lịch, tôi ví dụ như là có những cái khách sạn 50 phòng chẳng hạn, cứ một ngày thu khoảng 150 triệu. Chưa ví dụ như là 2 triệu, 3 triệu một đêm đấy, 150 triệu một ngày. Thế là tốt hơn gì nữa. Chưa tính tiền ăn uống bán tour. Một ngày thu 100 triệu thế là quá tuyệt vời rồi, một ngày thu 150 triệu rồi. 2 năm dịch Covid là chết dở luôn. Thì bạn phải hiểu là du lịch phục hồi thì đất đai ở một số nơi nó cũng tăng giá nhé, nó cũng thanh khoản nhé, chứ không phải là cái loại gì mà nó cũng là gọi là bị khó khăn đâu. Không phải như vậy đâu, tùy loại bất động sản này, khu nghỉ dưỡng này, đấy, khu du lịch này, nhiều nơi phục hồi tốt lắm, chứ không phải là như nhiều người nghĩ. Thế thì như vậy là chúng ta có mảng sáng mảng tối, chứ không phải là mảng nào cũng là tối. Chúng ta đi tiếp nha. Tin tốt về lãi suất, lãi suất của banh ấy thì hiện nay nó đang như này này. Lãi suất của banh gửi là 1, vay là 2. Gửi ví dụ như là cao điểm của bạn, tôi ví dụ tùy thì 5-8% đi. Thế thì bạn có hài lòng không? Thì nhiều người người ta vẫn không hài lòng. Đấy là lý do tại sao mà người ta vẫn lấy tiền đi đầu tư. Lãi suất banh thì vẫn là tương đối ổn định nhá. Thế thì nhiều bạn bảo không, em chả chơi, một năm nó vẫn được đầu tư, kể cả những chỗ chắc chắn em vẫn được 10-15% hoặc là 20% trong vòng 6 tháng. Em vẫn không gửi banh. Ở vay, một số bạn vay thì tùy. Tôi ví dụ như là 9-10 trên dưới nhé, trên dưới 9-10-11%. Tùy nơi, là tùy thời điểm, năm đầu có thể 7.5. Thế thì nhiều bạn thì cũng không hài lòng. Vay thì vẫn rẻ mà gửi thì vẫn thấp. Nên là nhiều bạn vẫn mang ra đầu tư mà. Cái này tốt mà, lãi suất banh, cái này theo tôi lãi suất là cái yếu tố quan trọng này. Đấy, chứ còn ví dụ như ngày xưa nhé, lãi suất mà tăng khoảng độ, bạn phải biết nó tăng khủng khiếp nào, 20-25%. Bạn nào đã từng trải qua cái giai đoạn đó rồi ạ? Số 7, phần pháp lý 1/500. Hiện nay thì nó khó, tức là nhiều tỉnh ấy, hiện nay cái việc duyệt cái pháp lý dự án ấy là nó khá là chậm, và nó kéo theo một cái việc nó gọi là cung thiếu mà cầu cao. Ngay kể cả việc siết phân lô tách thửa thì nó cũng khiến cho là cái cung nó bị thiếu, thì những cái lô nhỏ ấy, nó thiếu mà. Thế cuối cùng là cung thiếu cầu cao và giá nó tăng. Cả Hà Nội, cả Sài Gòn và nhiều tỉnh ấy, thì sau đó thì nhiều nơi thậm chí là cái căn biệt thự ban đầu chỉ có 20 tỷ thôi, nó tăng một phát lên 35-40 tỷ. Có những căn là 30 tỷ tăng lên 50 tỷ, 60 tỷ. Thế là nhiều người là tự nhiên là được hưởng lợi đấy. Thế giá tăng là một chuyện, thế tất nhiên là chúng ta phải xem cái tính thanh khoản nữa. Một tin rất tuyệt vời đó là hiện nay chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn nó gọi là thập kỷ của ô tô. Tức là ô tô bây giờ nó quá rẻ đi, 200 triệu cũng đi mua được một cái ô tô 600-700 triệu, trả trước xong rồi còn lại là nợ. Nên là ô tô nó đi đầy đường luôn. Bạn về quê bạn cũng thấy ô tô đỗ tắc hết cả đường luôn. Bạn về nhà, bạn về quê, ô tô đỗ đậu khắp nơi, không có chỗ đậu. Nhiều nơi là như thế đấy. Ngày xưa là chúng ta đi xe máy, bây giờ chúng ta đi ô tô. Ô tô nó làm cho cái những cái khoảng cách xa, là ví dụ như ngày xưa là không bao giờ đi, nhưng mà bây giờ là ô tô là đi ngon này, thì nó làm cho đất đai ở ven đô nó tăng giá. Đồng ý không ạ? Trong trung tâm thì nó bị tắc đường này, không có chỗ đậu ô tô, không có đường xá nào mở kịp ấy. Với cái tốc độ mua ô tô của anh em như hiện nay,
người nào cũng mua ô tô, nhà nhà mua ô tô, thế thì không có đường được mở nhanh kịp. Bây giờ cứ đường trong trung tâm tôi khẳng định luôn không bao giờ mở kịp, cứ mỗi ông mua thêm một con, thậm chí có những nhà như nhà tôi chẳng hạn là ba ô tô, à bốn cái ô tô, tôi hai cái, một con Mẹc, một con Chevrolet, thế còn con em tôi một cái, ông già tôi một cái. Thế thì cứ mà cuối năm mà về quê về nhà là bốn con ô tô ấy là không để trong nhà được, nó để cả ra ngoài đường, một nhà có thể có bốn cái ô tô. Thế thì bây giờ cái vấn đề xe cộ nó như thế thì tất nhiên là Vendo nó sẽ tăng thôi, người ta sẽ ở giãn ra thôi, mà chạy từ, một số bạn sẽ để ý là chạy từ Vendo vào trong trung tâm thì 30-40 phút hoặc là 30 phút nhé, nhưng mà chạy từ quận A sang quận B thì cũng 30 phút tắc đường, đồng ý không ạ? Tức là tôi vừa nãy tôi nói là mà ví dụ cứ mà cuối năm mà về quê về nhà đấy, tôi cũng về nhà, đứa em gái tôi cũng về nhà, thế là ở nhà là kiểu gì cũng là xe cộ thôi, thấy mà cả cái khu đấy là nói chung là cũng gọi như là ô tô đỗ đầy luôn. Vì thế mà Vendo nó tăng mạnh lắm, Vendo nó tăng rất tốt, bao nhiêu bạn để ý là Vendo tăng giá rất tốt ạ, cứ vị trí mà hợp lý đấy nó vẫn tăng đều, nó nhu cầu thật. Thì ở đây nhá, thì tôi phân tích cho bạn để bạn thấy là nó có rất nhiều điểm sáng, chứ nó không phải là trong một cái bức tranh màu xám màu tối thì nó lại có rất nhiều điểm sáng. Cái vấn đề là bạn phải chọn cái chỗ điểm sáng mà mua, chứ ai bảo bạn cũng rúc vào những cái chỗ mà điểm tối thì bạn gọi là tiền thế thôi, thì nó vẫn trong nguy có cơ mà, chúng ta vẫn có cơ hội mà, trong nguy hiểm, trong rủi ro chúng ta có cả những cơ hội. Thì tôi muốn khẳng định các bạn đây, trong trung tâm nó nhiều vấn đề lắm. Trong trung tâm hiện nay này, ô tô không có chỗ đậu này, rồi là ô nhiễm môi trường này. Ở trong trung tâm ấy, bạn ngẩng mặt lên trời, bạn sẽ không bao giờ thấy sao, sao trời ấy. Riêng bạn ở Hà Nội, Sài Gòn ngẩng mặt lên trời không bao giờ thấy sao được. Hồi bé bạn có thể sẽ thấy sao, chứ còn bây giờ không bao giờ thấy sao. Nhưng mà tôi mà ở ngoài đảo, tôi ngủ ở ngoài đảo, hoặc là tôi ở trong rừng ở Phú Quốc nhé, là tối ngẩng mặt lên trời đầy sao luôn. Tức là ở trong trung tâm nó ô nhiễm một cách khủng khiếp, và nó không có cây cối gì cả, toàn là xăng xe nên là kinh khủng. Và thậm chí quanh nhà bạn chả có cây cối gì mấy luôn, thì bạn còn dở nữa. Đáng nhẽ nó có cái công viên thì bạn còn đỡ. Thì tôi phân tích nhanh cho bạn đấy, tức là bên cạnh những cái điểm tối thì chúng ta có rất nhiều điểm sáng, và việc của bạn nó là phải nhìn ra được. Ở phần tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ bạn một hai câu chuyện thành công để truyền cảm hứng cho các bạn nữa. Ok, xin mời anh Kiên Nguyễn nào. Dạ, xin chào thầy và các bạn. Em là Nguyễn Ngọc Kiên ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây em từng kinh doanh nghề đá quý. Hiện tại bây giờ thì đã đốt thuyền. Và từ năm 2018 tới nay em có đầu tư một số lô đất nhỏ ở quận 9 cũ, hiện tại giờ là thành phố Thủ Đức. Cho tới thời điểm này thì em cũng đang muốn cơ cấu vốn lại, vì một số đất cũng không có thanh khoản được. Nhờ thầy tư vấn dùm. Câu hỏi của mình là gì ạ? Đất ở quận 9 với lại Thủ Đức thì là mấy miếng và khoảng bao nhiêu tiền? Đất mặt tiền đường Nguyễn Xiển, quận 9 cũ này, Vinhome 200m này, bao nhiêu mét vuông, bao tiền ạ? Dạ, thế này, cái lô đất ở mặt tiền Nguyễn Xiển là ngang 4m4, dài 29m, nó làm... Nó rơi vào 1.300 mét đi, đúng không ạ? Không, nó khoảng trăm mấy mét ạ. Dạ. 44 × 30 mà. 30, 3, 4, 12, 120m ạ. 4m4, mặt tiền có 4m4. Dạ, mặt tiền 4m4. Tưởng dạ, hơn 1.000m ở quận 9 thì giờ này cũng ngon rồi. Dạ không, được có 120m à. Bằng 120m thì bây giờ được 10 tỷ không ạ? Giá thị trường nó cỡ tầm 10 đến 11 tỷ đó thầy. Rồi, thế bây giờ câu hỏi của mình là bán tài sản hay sao? Dạ, bây giờ em muốn nhờ thầy tư vấn là hiện tại bây giờ là cái đường Vành Đai 3 cách đó khoảng chừng 300m. Vành Đai 3 Tân Vạn Nhân Trạch ở đây. Cái sắp sửa triển khai đó, lên về phần tiềm năng của nó thì theo như thầy thanh khoản được không, hay là mình lên ra hàng bây giờ nhá, nó bán hay là cái giữ cái tài sản đấy, tức là anh lại còn băn khoăn cả bán mới giữ nữa, đúng không? Yeah. Thì bây giờ nó cái đấy, nó câu chuyện nó không ai giống ai được. Thứ nhất là về tình hình tài chính anh như nào. Yeah, anh đang kẹt tiền, anh yeah, phải xử lý rồi.
hay là anh tiền gia đình còn đầy thì anh đang kẹt tiền đúng không? Dạ dạ. Nếu mà kẹt tiền thì tài chính thì anh phải có tư duy là khả năng số 1 là phải bán thôi. Kẹt tiền mà. Đúng không ạ? Nhưng khả năng số 2 đó là anh sẽ thế chấp tài sản để rút tiền ra. À. Anh thế chấp chưa? Tài sản này thế chấp chưa? Dạ chưa thầy. Của cái thế chấp về 10 đồng, bây giờ ví dụ 10 tỷ vay 6 tỷ ra, vay 5 tỷ ra, anh cần bao tiền để giải quyết công việc? Hiện tại bây giờ thì em đang đầu tư ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu thì đang cái muốn chuyển đổi cái miếng đất ở dưới đó nên cần một ít khoảng 600 triệu. À đấy, thế thì nếu ví dụ giả sử mình đánh giá cũng thấy tiềm năng thì mình sẽ vay 2 tỷ. Đấy, để còn trả lãi nữa hàng tháng nữa. Để sau trong chờ giảm việc đấy thì đấy là một sự lựa chọn nữa. Thì đầu tiên nó phải đánh giá chỉ số đầu tiên là tài chính của mình đã. Đấy. Cái tài chính của mình bí thì mình buộc phải bán hoặc buộc phải thế chấp để rút tiền ra. Câu trả lời thứ hai nữa là mình phải đi check lại thông tin. Đấy thì ví dụ như là thì có đường vành đai ba làm. Thì tương lai nó sáng. Nhưng vành đai ba thì bây giờ anh phải tự tìm hiểu tất cả đi. Đấy, ví dụ không ai tìm hiểu thay cho anh đâu. Đấy, là nó làm bao lâu thì xong. Lịch sử trước đây, các tuyến đường vành đai khác, đất đai nó sẽ tăng giá như thế nào sau khi làm. Anh hiểu vào này không ạ? Yeah. Cái chỉ số số 2 là thông tin. Anh phải đi điều tra thêm thông tin đi. Rồi hãng quyết định. Nếu ví dụ nó rất tiềm năng, không chỉ có cái đường vành đai, nó lại gần đấy nó có thêm thằng tập đoàn A, tập đoàn B, nó sẽ về nó làm đất ở khu đấy, được không ạ? Thì đất của anh nó còn tăng giá mạnh. Ví dụ từ 10 tỷ nó lên khoảng độ tầm 2-3 tỷ thì ai cười cho, đúng không? Thế thì mình sẽ không bán. Như vậy là việc bán hay giữ nó phụ thuộc chỉ số số 2 là thông tin. Chỉ số số 1 là tình hình tài chính. Bây giờ tình hình tài chính, vì tình hình tài chính nên buộc mình phải bán. Hoặc nếu không bán thì mình sẽ phải thế chấp. Nhưng mà chỉ số số 2 ở đây thông tin thì có khi phải xếp lên đầu luôn ấy. Quan trọng nhất luôn đấy. Là nó, ví dụ như là nó rất tiềm năng thì mình phải giữ nó. Đấy, nó có hiếm không? Nó có quý không? Đường nó có hai container tránh nhau không? À, nó đấy thì có thể là nó quý, nó hiếm thì mình giữ, nhưng mà tất nhiên là mặt tiền 4,4 m nó hơi bé. Tìm được cái căn, cái chỉ số số 3 ấy, có quả khác ngon thì mình sút ngay mà, cơ hội mới. Vâng vâng. Ví dụ mình tìm thấy căn mặt tiền nó 6 m cơ, nó đẹp hơn căn nhà mình nhiều. Cái mặt tiền 4,4 m thì nó hơi bé anh ạ. Dạ vâng. Tự nhiên anh có quả mới cái thì anh sút ngay mà. Ví dụ quả mới nó chỉ có 8 tỷ thôi, mặt tiền nó lại rộng hơn tí, diện tích có thể nó bé hơn tí, nó không được 120, nó được khoảng độ tầm 100 m thôi, nhưng có khi mình cũng sút luôn, đúng không ạ? Yeah. Ví dụ thế. Rồi. Thì cái chỉ số số 3 là cơ hội mới. Bán xong thì tôi đi đâu? Đấy. Cái cơ hội mới anh đang định mua ở dưới Vũng Tàu ấy, thì nó cũng xếp vào cơ hội mới đấy. Thế nhưng mà nó có mua hiện nay thì nó gọi là nó có tiềm năng hay không thì mình phải tự đánh giá lại cái cơ hội mới này. Đấy. Thì tài chính là 1, thông tin là 2, 3 là cái cơ hội mới, được chưa? Dạ. Vâng, cảm ơn thầy. Chỉ số thứ 4 là cái mục tiêu của mình. Ví dụ ngày xưa mình mua nó có 2 tỷ, 3 tỷ thôi. Bây giờ nó lên 11, 12 tỷ nó cũng đạt được x4, x3 rồi. Nó hoàn thành cái mục tiêu của mình, nhiều người đạt được cái mục tiêu người ta cũng bán. Đấy nhá, thì sơ bộ như thế. Anh Kiên nắm được chưa? Dạ. Còn đấy là ý tưởng. Thì còn khi anh muốn bán nhanh thì anh phải học các cái kỹ năng, hoặc là đi mua cho nó rẻ, sau khi bán xong bây giờ anh đi săn cơ hội mới. Anh phải có kỹ năng của tìm, kỹ năng của điều tra, kỹ năng của định giá, kỹ năng của đàm phán, kỹ năng của marketing và kỹ năng của bán tài sản. Thì anh có thể sẽ giống như rất nhiều người thôi, tức là nhiều người họ sẽ rơi vào cái tình trạng là như này. Cái việc đi đầu tư của mình trị giá hàng chục tỷ đồng, thì cái việc mà đôi 300 triệu để trang bị hiểu biết là việc phải làm. Đấy, nhưng mà nhiều người rất là tiếc, không phải ai cũng dám đầu tư cho cái việc mà phát triển cá nhân và học hỏi, ngồi nhà làm sao nghĩ được. Thì mình ấy, việc của mình là đi mua cho nó rẻ và bán cho nó nhanh. Đấy, nên là các cái kỹ năng của mình phải tốt. Còn mình nhờ qua môi giới cũng được. Nhưng mà môi giới ấy, nhiều đứa nó có tập trung cho mình đâu. Mình bảo nó đi tìm hộ nó chưa chắc là tập trung cho mình. Mình bảo nó bán có khi nó cũng chưa chắc là tập trung cho mình. Nó cũng chả bỏ tiền nó quảng cáo luôn. Mình tự mình đi học marketing, về mình tự làm marketing luôn, tự mình quảng cáo luôn. Anh hình dung vào này không ạ? Đấy, thậm chí không mất tiền môi giới là nó đòi 3% là 300 triệu mình khỏi mất luôn. Tất nhiên nhiều kèo là mình phải nhờ qua môi giới, mình vẫn phải nhờ môi giới. Nhưng mà nhiều kèo mà thấy bọn nó không tập trung ấy, không dành thời gian cho mình ấy, là mình phải tự xử thôi. Được chưa? Ok nhé. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn chia sẻ anh Kiên.